đâu liệt sĩ? Một người có ăn có học như cậu làm chuyện hèn hạ như vậy sao? Cô hiểu lòng tôi rồi, tôi không có làm như vậy đâu. Hiểu lòng cái gì chứ? Rõ ràng cậu ở trên cây rồi tôi tắm mà, vậy mà nó hiểu lầm là sao? Tôi đã nói là không phải mà, tôi đâu có làm như vậy đâu. Cậu đừng có chơi nữa. Tôi có chuyện gì vậy em? Chị hai, cậu định em tắm? Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi. Tiến, chị hai à, em không có làm như vậy đâu. Tại vì cái... Tại sao em lại làm như vậy hả Tiến? Chị thất vọng về em quá. Nín đi em. Sao anh chị lại đi tin lời con nhỏ đó? Đức Tiến đời nào làm mấy cái chuyện bậy bạ. Cô đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tại sao mọi người không tin con chứ? Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà em còn không biết nhận sai nữa hả Tiến? Ba thật xấu hổ khi có một đứa con trai phẩm chất hèn hạ như con. Đức Tiến à, hành động lần này của con má thiệt không thể nào binh vực con được. Trước giờ con nghịch ngợm quậy phá tuy má có phiền lòng, nhưng má nghĩ là con còn nhỏ tuổi trẻ, con hiếu động, lớn lên con sẽ chững chạc lại. Nhưng lần này má thật sự rất thất vọng về con. Bây giờ con có nói gì mọi người cũng không nghe đúng không? Phải rồi, trong mắt mọi người con chỉ là một đứa hèn hạ thôi. Đức Tiến, em... Chị thôi đi, chị đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Tiến à, bắt được tội của tôi rồi chị hả dạ lắm chứ gì. Đức Tiến, chị con muốn tốt cho con nên mới nhắc nhở con như vậy thôi. Muốn tốt cho con hả? Má tưởng con không biết trong mắt mọi người con chỉ là một đứa hèn hạ thôi, được sinh ra bởi một người ở đỡ. Con chỉ là cái gai trong mắt của mọi người thôi. Mất dạy. Ông ơi, trời ơi. Má, má ơi. Mình. Má, má sao vậy má? Má ơi má. Đưa má con vô phòng. Dạ. Má ơi, đi từ từ thôi má. Má vào trong nghỉ ngơi nha má. Con có đau lắm không? Hả? Đau lắm không con? Dì bà kệ con đi. Ngọc Bích à, má nghĩ cậu chủ không có cố ý đâu. Con đừng nghĩ xấu cho cậu chủ nha không? Con không có nghĩ xấu cho ai hết má à. Con người của cậu ta ngay từ lần đầu gặp đã không một chút ấn tượng đẹp rồi. Không ngờ càng ngày càng lộ ra bản chất tệ hại. Từ nay con sẽ cẩn thận hơn. Má đừng lo cho con nha. Con Ngọc Bích đâu rồi? Má... Hả? Mày giỏi lắm, dám vu khống cậu chủ ha. Tao sẽ cho mày biết tay. Mày nhỏ này. Thôi. Bà buông ra coi. Bà làm lại cái gì cô, tôi lại cô, tha cho nó giùm tôi đi cô. Cái thứ ở đỡ như mày, bà không biết thân biết phận, dám đặt điều vu khống cho cậu chủ hả? Mày tưởng mày là ai? Tao cho mày biết, cỡ cháu của tao chỉ cần ho lên một tiếng là có cả tá cô gái đẹp cởi áo ra cho nó ngắm nha mày. Chứ không phải là cái thứ mà hạ hèn kém như mày đâu. Thưa bà, con tuy hèn kém nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, trái với đạo lý. Thôi, con không hề đặt điều nói xấu cậu chủ. Cái thái độ của mày vậy đó hả mày? Mày lẻo mẹo hả mày? Thôi, buông ra coi. Tôi lại cô mà, tha cho nó đi, nó trẻ người non dạ mà. Tôi lại cô. Bích à, mau xin lỗi cô quản gia đi, rồi đi xin lỗi cậu chủ, nhanh. Con không làm gì sai, sao bắt con xin lỗi? Đó, bà thấy chưa, bà thấy cái thứ con gái ngang bướng như nó chưa? Hả? Bữa nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ với người trên trước, nghe chưa mày? Thôi thôi cô ơi, cô ơi. Thôi mà cô quản gia, buông ra tôi lại cô, tôi lại cô. Tôi sẽ dạy lại con tôi mà. Tôi xin cô. Có làm cái gì vậy? Thôi mà cô ơi, tôi xin cô tha cho nó lần này. Tôi hứa sẽ dạy biểu nó lại. Tôi xin cô đó. Bà muốn nhận tội tha cho nó chứ gì? Dạ. Được, bà muốn thì tôi chịu. Mày làm cái gì vậy? Hả? Bỏ ra, mày bỏ ra, bỏ tay tao ra coi. Chuyện này không liên quan tới má tôi. Bà muốn làm gì thì làm tôi nè. Bích à,
Mày đúng là đồ sất sượng, thái độ hỗn láo như vậy đó hả? Được, tao sẽ cho mày biết tay. Mày thôi, cái gì vậy? Hả? Lại đi. Anh để tôi đánh cho nó chết. Thôi. Mày hả? Ôi, đi theo anh. Buông ra. Buông ra. Đi. Ôi, con có sao không? Con có đau ở đâu không? Hả? Con không sao. Má có sao không? Má không sao.